Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên ban tầng 57.5 và xin kính chúc quý vị có một ngày vui vẻ và bình an. Thưa quý vị, mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là tin tức liên quan đến ông Tổng thống Joe Biden. Khi ngày thứ ba hôm nay là cái ngày đầu tiên mà ông bắt đầu khởi động một cái tour kéo dài 3 tuần mà ông đặt tên là đầu tư vào nước Mỹ. Trong đó cái điểm đến đầu tiên đó là cái tiểu bang North Carolina và ông quý vị nhớ không, trước đây ông cũng đã từng đến North Carolina để quảng bá cho cái đạo luật chống lạm phát, nơi mà ông nói là xây dựng cái nhà máy sản xuất chip và để sẽ đưa những cái ngành uh, sản xuất quan trọng trong đó là chip bán dẫn đó đưa về trong nước Mỹ, trong đó có tiểu bang North Carolina này. Và bây giờ ngày hôm nay, ông trở lại tiểu bang này để nói về những cái thành tựu, về những cái đạo luật mà kể từ ngày bước vô tòa Bạch Ốc chấp chính đến giờ, ông đã ký ban hành thành luật. Và ông cũng không quên nhắc cho những cái người dân của tiểu bang North Carolina cũng như là cử tri Mỹ nhớ một điều rằng là đảng Cộng Hòa trong cái thời gian vừa qua và chuẩn bị sẽ đưa ra những cái điều để mà phủ nhận lại những cái thành quả mà ông đã thực hiện trong suốt cái thời gian vừa qua. Trong đó có cái đạo luật chống lạm phát. Và ông Tổng thống Joe Biden đã đưa ra cái thông điệp nói rằng là mọi người cử tri Mỹ hãy để ý là nếu như mà những cái chính sách về kinh tế của đảng Cộng hòa đưa ra để phủ quyết cái đạo luật này đó thì sẽ có những cái ảnh hưởng to lớn trong đó trong đó là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa đó sẽ không còn nhận được những cái sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang như hiện nay trong đó những cái ngành sản xuất chip bán dẫn sẽ không còn được rót vốn từ chính phủ liên bang như hiện nay và ông cũng nói một điều rằng nếu như mà những cái chương trình về kinh tế mà đảng cộng hòa đang chuẩn bị để giới thiệu ra quốc hội đó nếu như mà giả sử mặc dù cái điều đó là khó bởi vì nếu mà nó đưa ra hạ viện thưa quý vị mà nếu mà giả sử mà được thông qua đưa lên đến thượng viện thì thượng viện hiện nay là do đảng dân chủ kiểm soát thì nó cũng khó lòng có thể chuyển đến bàn của ông tổng thống joe biden ký nhưng mà ông vẫn đưa ra cái thông điệp ông nói rằng người dân North Carolina hãy để ý là nếu như mà những cái chương trình về kinh tế như thế này của đảng Cộng Hòa mà giới thiệu ra đó thì một trong những cái điều sẽ ảnh hưởng đến chính quý vị đó là những cái nhà máy sản xuất chip bán dẫn như thế này á nó không còn được sót vốn nữa nó sẽ ảnh hưởng đến công ăn việc làm của quý vị đó. Và một trong những cái điều mà Tổng thống Joe Biden cũng nói trong cái chuyến đi đến North Carolina ngày hôm nay ấy thưa quý vị. Đó là ông nói về cái chuyện là bên phía Cộng hòa cứ muốn là sẽ có cái việc cắt giảm ngân sách nói rằng là tiêu dùng của bên phía chính phủ Biden là tốn kém quá, là vi phạm quá và ảnh hưởng đến nền kinh tế quá. Và đảng Cộng hòa nhiều lần nói là phải cắt cho nó gọn ghẽ rồi, phải tiết kiệm đi bởi vì nợ trần bây giờ lên đến 31.000 tỷ rồi. Nhưng mà ông Joe Biden nói ngày hôm nay là tôi sẵn lòng, tôi sẵn lòng để tôi đứng ra và tôi thương lượng bên phim phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà đảng Cộng Hòa có cái gì để mà trưng ra trong cái cuộc thương lượng này? Bởi vì sao mà ông Tổng thống Joe Biden nhắc về điều này thưa quý vị? Là bởi vì đầu ngày hôm thứ ba ngày hôm nay, ông chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy một lần nữa lại gửi một cái lá thư sang bên tòa Bạch Ốc và nói rằng Tổng thống ơi, thôi giờ tôi với ông á, cùng ngồi xuống một lần nữa để mà giải quyết cái vấn đề cắt giảm tiêu dùng đi. Bên chính phủ của ông tiêu xài hoang phí quá và rồi thương lượng cả những cái việc để mình nâng nợ trần. Thưa quý vị, cái câu chuyện này chúng tôi cũng đã thưa nhiều lần. Cái vấn đề nâng nợ trần nếu mà không thực hiện, nếu mà vẫn cứ để nó như thế này á, thì theo lời bà Bộ trưởng Ngân Khố và Janet Yellen, nước Mỹ sẽ rơi vô tình trạng vỡ nợ một sớm một chiều kể từ vào khoảng tháng 5. Và hôm nay là tháng cuối tháng 3 rồi thưa vị Thời gian nó đang tính, nó đang đến gần với cái cột mốc vào tháng 5 Theo cái lời cảnh báo của bà Janet Yellen Nhưng mà cả hai bên, tòa Bạch Ốc và Quốc hội Chưa có một cái động tĩnh gì hết Vào ngày 1 tháng 2 vừa qua Ông Kevin McCarthy đã um, gọi là đường hoàng bước vô tòa Bạch Ốc Và đó cũng là lần đầu tiên mà ông và ông Tổng thống Joe Biden có một cái cuộc ngồi xuống và mặt đối mặt lần đầu tiên kể từ khi ông Tổng thống Joe Biden uh, chấp chính để mà một cái cuộc gặp mà riêng tư giữa hai người với nhau để mà bàn về cái chuyện nợ trần đó là cuộc gặp đầu tiên mang tính chất như vậy nha thưa quý vị Còn trong những cái sự kiện khác thì cả hai vị này đều đã gặp nhau Và sau cái ngày 1 tháng 2 đó quý vị nhớ không Hoàng Vi đã thưa quý vị Ông Kevin McCarthy bước ra và ông nói một điều rằng cuộc gặp này tích cực lắm, có nhiều dấu hiệu lạc quan lắm và tôi nghĩ là vấn đề nợ trần cũng như vấn đề về tiêu xài ngân sách của quốc gia đó nó sẽ được giải quyết. Nhưng mà kể từ ngày 1 tháng 2 cho đến bây giờ, ông phía bên tòa Bạch Ốc đã công bố cái bản ngân sách của mình là vào ngày 9 tháng 3, phía tòa Bạch Ốc đã làm. Nhưng mà bên phía quốc hội và cụ thể bên phía ông Kevin McCarthy vẫn chưa có một động tĩnh gì hết thưa quý vị. Bởi vì Hoàng Vi cũng đã trình bày với quý vị trước đây, theo cái thông thường đó mà để bàn về vấn đề ngân sách đó thì tòa bạch ốc bao giờ cũng sẽ có một cái bảng chi tiêu của mình rồi bên phía hạ viện sẽ có một cái bảng của mình để mà họ biết rằng họ có những cái điều gì và họ sẽ match lại để mà họ so sánh là tăng giảm như thế nào cắt bỏ như thế nào nhưng mà cho đến ngày hôm nay mặc dù vào đầu ngày ông Kevin McCarthy đưa ra thông điệp nói ông Biden ông làm ơn ngồi xuống với tôi để mà thảo luận những vấn đề này nhưng mà nói như lời ông Chuck Schumer là lãnh đạo đa số tại Thượng viện hiện nay Là một lãnh đạo phía dân chủ đó thưa quý vị Ông nói rằng là Ủa chứ giờ ông Kevin McCarthy ổng có gì hết Không có gì trong tay hết Không có cái bản kế hoạch tiêu dùng gì Cái bản ngân sách gì của bên phía Cộng hòa đề ra hết Vậy thì bàn cái gì Và nói một cái câu mà nói thật Lúc Hoàng Vi đọc cái tin này Hoàng Vi phải nói phì cười thưa quý vị Ông Chuck Schumer nói là Giờ chả lẽ ông chủ tịch hạ viện gặp ông tổng thống xong rồi ngồi nói chuyện thời tiết sao? đó một lần nữa để nói cái quan điểm rằng bên phía đảng cộng hòa nhiều lần đưa ra cái sự chỉ trích nói rằng là chính phủ dân chủ chính phủ của ông biden tiêu xài tốn kém giải quyết những vấn đề về di dân không tốt rồi để tội phạm không tốt nhưng mà cụ thể họ có đưa ra được một cái dự luật gì để thực sự là có hiệu quả và giải quyết những cái vấn đề mà nước mỹ cần và người dân quan tâm hay không thì tính đến thời điểm này thưa quý vị là không đó là một cái nhìn trung dung không hề mang tính mang một cái một cái sự đảng phái hay bên vực nào hết và và ông Joe Biden ngày hôm nay ông nhắc lại đó ông nói tôi rất là mong được gặp ông Kevin McCarthy nhưng mà phải có một cái chuyện gì để mà bàn chứ giờ gặp mà cứ tay không và hầu quý vị chắc có thể là sẽ đồng ý với chúng tôi một điều rằng chúng ta không thể nào chấp nhận được một cái bất kỳ một cái kiểu xài tiêu xài nào vô trách nhiệm ở một cái quy mô là quốc gia hay là một cái quy mô là cái, cái, cái tài chính của một cái gia đình nhỏ cũng vậy ông bà mình nói đó khéo, khéo co thì ấm mình phải tiết kiệm và mình không thể nào mà vung tay quá tráng nhưng một lần nữa tất cả mọi thứ phải có một cái bản kế hoạch phải có một cái bản ngân sách chứ không thể nào nói tôi muốn cắt giảm tôi muốn uh, hạn chế lại chuyện này tôi hạn chế chuyện kia nhưng mà hoàn toàn không biết là mình sẽ cắt cái gì để mà giảm cái tiêu dùng đó là cái quan điểm mà ông joe biden đã nhắc vào ngày hôm nay thưa quý vị và ngày hôm nay cũng có một cái dòng thông tin liên quan đến quốc hội và là một trong những cái tâm điểm, một trong những cái chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa đang rất là muốn thông qua. Quý vị nhớ là trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái đó thì Đảng Cộng hòa nhiều lần nói rằng á là cái chính phủ Joe Biden có hai vấn đề. Thứ nhất á là cái vấn đề về kinh tế, kinh tế và kinh tế để cho lạm phát nó cao quá là cái câu chuyện mà nãy giờ Hoàng Vi đã thưa quý vị rồi. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề khủng hoảng về di dân. Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích bên phía chính phủ Biden và cả ông Bộ trưởng Nội an Major Cass đã tạo ra một cái tội ác và làm cho những cái di dân đã tràn vào biên giới của nước Mỹ đem theo rất nhiều những cái vấn đề như là tội phạm chẳng hạn và đó là trách nhiệm mà Biden phải chịu. Thậm chí quý vị nhớ không, Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện còn đòi là sẽ tiến hành luận tội và trút phế các ông bộ trưởng Mayorkas. Và dĩ nhiên khi trút phế Mayorkas ở Bộ Nội An, thì làm sao mà ông xếp của Mayorkas là ông Joe Biden có thể ở yên được liên quan đến vấn đề di dân. Và đó là lý do mà rất nhiều cử tri Mỹ, đặc biệt là cử tri Cộng Hòa, đã bầu cho đảng Cộng Hòa để có thể kiểm soát được Hạ Viện thì bây giờ đang chờ đợi vậy thì những cái chương trình nghị sự gì mà đảng cộng hòa um, sẽ làm đang làm và sẽ làm để giải quyết được vấn đề cái gọi là tội ác ở biên giới thì đảng cộng hòa thưa quý vị uh, theo cái uh, một trong những cái người đề xướng ra một cái dự luật mà theo lời ông Kevin McCarthy ông thề là sẽ phải đưa ra và sẽ phải thông qua ở Hạ viện để mà giải quyết vấn đề di dân đó đó là ông Chip Roy ở dân một cái vị dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa và đại diện cho Texas. Và họ sẽ đưa ra sàn hạ viện để mà bỏ phiếu cái dự luật có tên là HR29. Cái dự luật này thì nó có rất nhiều những cái điểm, nhưng mà tập trung á, thì có nó có những cái điểm chính sau đây. Thứ nhất á, là nó bắt buộc những cái giới chức ở biên phòng với thưa quý vị và ở bộ nội an đó. Nói chung á là phải đẩy ra hết bất kỳ một cái di dân nào đến với biên giới của nước Mỹ mà không có được trong tay visa hay là bất kỳ một cái visa để xin tị nạn. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái di dân nào mà ở quê nhà của họ có những cái thiên tai, có những cái bão lụt, có cháy rừng, họ bị hãm hiếp, họ bị những cái tình trạng về bạo lực, thậm chí quý vị, những di dân đến từ Ukraine. Quý vị nhớ là từ hồi cái cuộc chiến bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, hơn 100.000 di dân của Ukraine đã phải bỏ nhà, bỏ cửa và tìm đến được nước Mỹ. Họ mong được thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục trần gian ở Ukraine nơi mà quân Nga đã bước vào đốt nhà giết người cướp của hãm hiếp phụ nữ rồi bắt cóc trẻ con những chuyện đó là những chuyện mà chúng ta đều biết hết và hơn 100.000 di dân đó đã tìm đến với biên giới của nước Mỹ và đã được chính phủ của ông Tổng thống Joe Biden cho những cái quy chế tạm thời. Và cách đây một tháng, chính phủ của Biden cũng đã vừa mới extend cái visa cho những cái di dân Ukraine như thế này, Hoàng Vi đang không nói rằng những cái lượng mà di dân đang đổ đến biên giới đó, toàn bộ là có cái quan có cái lý do chính đáng là bị chiến tranh ở Ukraine, Hoàng Vi không nói như vậy, mà Hoàng Vi đang nói rằng với cái dự luật mới này mà Đảng Cộng Hòa đang muốn được thông qua, thì họ sẽ đẩy toàn bộ bất kỳ một cái nhân vật nào, một cái di dân nào, một cái đối tượng nào mà mong được vào nước Mỹ, mong được ở biên giới đó rồi xin cái quy chế tị nạn thì bây giờ sẽ bị đẩy ra hết, không có bất kỳ ngoại lệ nào, dẫu cho đó có thể là trẻ em, đó có thể là một cái đứa bé sơ sinh đỏ hỏn mà ai đó đã đẩy vô, đã gửi vô bởi vì cha mẹ cũng mong là con mình thôi, rồi nó cũng sẽ một cái cuộc đời tốt hơn cha mẹ mà ở quê nhà đó, cướp bóc tham nhũng rồi tội ác tràn lan hết đó là những cái hoàn cảnh đó hoàn toàn có thật thì kể cả những đứa trẻ mà sơ sinh như vậy cũng đều đẩy đẩy ra hết và cái thứ hai cái nội dung của SR 29 này là nếu như mà những cái giới chức biên phòng đó mà đứng đầu là ông bộ trưởng nội an Major Cass cũng ngày hôm nay khi Hoàng Vi đang ngồi thưa chuyện với quý vị thì ông ấy đang bị nướng khét lẹt ở sàn thượng viện đó sẽ bị bên phía đảng Cộng Hòa những vị thượng nghị sĩ sẽ chất vấn là tại sao lại để xảy ra cái tình trạng khủng hoảng ở biên giới thì nếu như mà bộ nội an và những cái giới chức uh, biên phòng đó làm không đúng cái phần sự của mình mà vẫn để di dân mà tràn vô như vậy thì những cái vị bộ trưởng tư pháp ở các cái tiểu bang á, hoàn toàn đủ điều kiện và có thể kiện những cái giới chức của cái cơ quan biên phòng. Đó là cái nội dung chính của cái dự luật HR 29 mà ông Kevin McCarthy ủng hộ tối đa đối với ông Chip Roy, một dân biểu cộng hòa ở Texas và họ đang hy vọng rằng nó sẽ được thông qua ở hạ viện dẫu rằng là cái dự luật này đó thưa quý vị không thể nào mà gặp quá nhiều sự chống đối ở ngay trong đảng cộng hòa của mình à, mặc dù là cái thế đa số của đảng cộng hòa nó khá là mong manh chỉ hơn chín phiếu nhưng mà nhiều người cho rằng chặt lưỡi cho rằng cứ cho là nó có thể thông qua hạ viện nhưng rồi nó lên thượng viện thì nó có thể tồn tại và sống được bao nhiêu ngày cái điều đó Hoàng Vi tin chắc là những cái vị nhà lập pháp bên phía đảng Cộng Hòa cũng đã lường trước được. Nhưng mà có thể họ đã không lường trước được khi mà cái dự luật này thậm chí còn chưa được trình làng nữa, chưa được đưa ra sàn hạ viện để mà bỏ phiếu nữa. Thì họ bị ngay chính một đồng viện, những cái người đồng viện của mình á, ngay trong sân nhà quay lại suốt một cú đá tung lưới nhà thưa quý vị. Đó là ông dân biểu Tony Gonz Gonzalez cũng là một dân biểu đến từ Texas là cùng với tiểu bang với lại ông Chip Roy đưa ra cái dự luật SR 29 này. Chắc là ông Tony Gonzalez này không có bất kỳ cái hiềm khích cá nhân nào đối với ông Chip Roy đâu, bởi vì ông nói ngay từ ngày đầu khi mà ông biết cái dự luật này cho đến thậm chí ngày hôm nay thưa quý vị, ông Tony Gonzalez đang đi đến biên giới và để gặp ông tổng thống Mexico để mà có một cái uh, cuộc gặp gỡ bàn về những cái vấn đề về di dân đó và nhưng mà nói về Mexico thưa quý vị thì cũng sáng ngày hôm nay một cái thông tin một cái tin tức rất là rất là thương tâm là một cái trại giam giữ ở uh, Mexico có tên là Suda Charas khi mà những cái người di dân đó người ta bị giữ lại ở cái trạm di dân này và người ta đang chờ để người ta được cứu xét là có thể và tìm đường vào nước Mỹ hay không, có thể có được một cái cuộc đời khác hay không á, thì khi mà người ta nghe phong phanh là có thể bị trục xuất trở về quê nhà, thì một trong số những cái thành viên mà bị giam giữ ở đây, họ biểu tình, họ dựng mấy cái tấm nệm á, sát với nhau và họ đốt lửa, nhưng mà họ không có nghĩ rằng là nó xảy ra những cái đám cháy lớn và quý vị biết không rất là thương tâm, có 39 người bị chết vì cái cuộc biểu tình cũng diễn ra vào rạng sáng thứ hai và tin tức lan truyền vào ngày hôm nay thưa quý vị. Và ông tổng thống của Mexico là ông Obrador, ông Obrador ông nói rằng là cái vấn đề di dân này cũng là một cái chuyện nhức nhối và chính phủ của chúng tôi cũng đã cố gắng để mà kềm hãm cái lực lượng di dân mà người ta muốn vô nước Mỹ nhưng mà nhiều khi nó cũng vượt quá tầm tay của mình. Thì ông Tony Gonzalez Ông dân biểu bên phía đảng Cộng Hòa đó người mà nói một cái câu mà phải nói là chắc là ông Kevin McCarthy dựng tím mặt luôn. Ông ông Tony Gonzalez nói rằng á, cái dự luật HR này nó đã chết và nó sẽ chết, nó không có sống nổi đâu. Và ông còn nói rằng tôi sẽ thề đó là không có để cho bất kỳ ai sử dụng cái vấn đề di dân là một cái lá bài về chính trị. Thực ra họ chỉ đang sử dụng chính trị mà thôi, họ không có muốn giải quyết cái vấn đề di dân. Và ông Tony Gonzalez nói thêm, là di dân á, là nó phải giải quyết tận gốc rễ của vấn đề chứ không phải là những cái cái nội dung trong cái dự luật này chỉ tìm cách để đối phó với di dân bất hợp pháp mà thôi trong khi đó một cái chính sách di dân của một nước muốn có hiệu quả thì phải cải cách cải tổ những cái vấn đề về visa làm sao cho người ta có thể tìm được cái con đường chính thống một cái con đường để họ có visa mà để họ vào nước Mỹ trong khi đó cái dự luật này chỉ là đàn áp và đối phó với cái làn sóng mà di dân bất hợp pháp. Và ông nói nhưng mà nó có hiệu quả không? Thì câu trả lời là không. Bởi vì nếu như mà những cái người mà xin tị nạn, á, những cái lý do mà hồi nãy Hoàng Vi thưa quý vị đó, họ không vô được nước Mỹ bằng con đường đường hoàng, họ bị đẩy ra lại. Ví dụ những di dân của Ukraine, bây giờ họ đến biên giới, bây giờ họ trở về nhà cũng không được, nhà bị đốt sạch rồi còn đâu, gia đình bị chết rồi còn đâu họ đâu có trở về nhà được nữa họ đi đâu đây bây giờ nếu như họ ở ngay tại biên phòng người ta đẩy họ ra họ sẽ tìm những cách khác thưa quý vị họ sẽ tạo những cái đường hầm chúng ta biết quá rõ họ sẽ khoét cái bức tường biên giới mà ông trump đã xây được bốn chục mau rồi họ tìm nhiều cách và điều đó nó dẫn đến những cái chết rất là thương tâm của di dân đã phải bỏ mạng lại trên những cái dòng sông dòng suối cách đây hai ngày thưa quý vị cũng ở texas người ta tìm thấy một cái đứa trẻ mới có 2 tuổi thôi đứa trẻ nó một mình mà nhiều khi còn quấn tả nữa mà cảnh sát biên phòng người ta tìm thấy đó và cha mẹ đã để một mình mà nó đang đứng treo leo ở bên cái mé sông như vậy nè đó những cái trường hợp thương tâm như vậy nếu như bây giờ không giải quyết một cách hợp pháp và căn cơ đó, thì nói như lời ông Tony Gonzalez một dân biểu bên phía đảng cộng hòa ở texas mà chỉ giải quyết ở phần ngọn mà đa số là vì cái mục đích chính trị cũng theo lời ông dân biểu cộng hòa này nói thì cái câu chuyện di dân sẽ chẳng bao giờ có thể giải quyết được và hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và ở phần 1, Hoàng Vi đang thư dở với quý vị về một cái dự luật phải nói là một trong những chương trình nghị sự trọng tâm của đảng Cộng Hòa đang rất thông qua bởi vì trước đó họ gửi đến những thông điệp dành cho cử tri của mình và đặc biệt để hướng đến cái cuộc bầu cử sắp tới vô cùng quan trọng năm 2024. Những cái điều mà đảng Cộng Hòa thường chỉ trích bên phía Dân Chủ đó là vấn đề kinh tế và vấn đề di dân. Cả kinh tế thì Hoàng Vi cũng đã thưa chuyện quý vị rồi. Còn vấn đề di dân thì cái dự luật HR 29 Đảng Cộng Hòa chưa có đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện nhưng mà gặp ngay chính những cái thành viên trong Đảng Cộng Hòa cũng chỉ trích về vấn đề này. Nhưng mà ở đây Hoàng Vi đang muốn nói rằng chẳng những cái dự luật này bị chỉ trích bởi những cái nhà lập pháp ở bên phía Đảng Cộng Hòa như là cái ông dân biểu Tony Gonzalez ở Texas mà phần một Hoàng Vi thừa mà cả cái cộng đồng Latino thưa quý vị họ cũng không có chấp nhận cái chuyện này mà trong khi đó bên phía Đảng Cộng hòa phải để ý là cái Latino làm những cái cộng đồng mà đóng góp cái số lượng lớn những cái lá phiếu để mà cho bên phía Đảng Cộng hòa uh, có thể hướng đến những cái thắng cử trong các cái cuộc bầu cử khác nhau. Ngay cả ông thống đốc Florida ông Ron DeSantis thưa quý vị cái cuộc bầu cử giữa kỳ vừa rồi đó, người ta thống kê sở dĩ mà ông có thể thắng và thắng lớn hơn đến 20 điểm đó, trong đó có cái lá phiếu của cộng đồng Latino rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ với cái dự luật này được đưa ra đó thì theo The Hill người ta tiến hành khảo sát thì thấy rằng những cái cộng đồng Latino bên cạnh 250 tổ chức về nhân quyền về di dân họ bày tỏ cái tiếng nói chỉ trích thì chúng ta phải chờ, chờ xem là như thế nào nhưng mà không phải chỉ bên phía cộng hòa gặp chỉ trích, bên phía đảng dân chủ ông tổng thống joe biden cũng bị chỉ trích luôn và ông bị chỉ trích đó, chẳng những ở đảng đối lập đâu thưa quý vị mà cả những thành viên ở trong đảng của mình mà những cái thành viên cấp tiến bởi vì đó, thời gian vừa qua chính chính phủ của tổng thống joe biden cũng phải đưa ra một cái thông điệp để đối phó với vấn đề di dân nói rằng những cái người mà sinh vào nước mỹ đó hãy ở lại quê nhà đi hoặc là đến những cái nước mà thứ ba ví dụ Mexico đó chờ ở đó chờ để được xét cho đầy đủ mà xem có đủ qualify để vô nước Mỹ không đừng mà có đường đột mà bước vô biên giới chính ông tổng thống Joe Biden cũng cũng vừa rồi cũng ra cái chính sách như vậy và chính ông cũng vấp phải những cái tiếng nói chỉ trích như vậy cho nên À, thực sự cái vấn đề di dân á, là một cái vấn đề đau đầu mà cái lần này khi Đảng Cộng hòa đưa ra cái dự luật SR 29 đó thưa quý vị, nó cũng đánh dấu 10 năm. Đảng Cộng hòa cũng đã từng đưa ra những cái dự luật như thế này 10 năm trước nhưng mà đều không thành công, giống như cái sự trút trắc trục trặc mãi không bao giờ giải quyết được của Đảng dân chủ trong vấn đề kiểm soát súng ống thì bên phía Đảng Cộng hòa cũng loay hoay không thể giải quyết được vấn đề di dân đó là câu chuyện muôn thở và nó tạo thành những cái vấn đề những cái mặt đối lập và mâu thuẫn ở trong nước Mỹ không có bao giờ giải quyết được hết nhưng mà nó có một thực tế thưa quý vị một thực tế nếu như mà đảng uh, dân chủ thường chỉ trích đảng cộng hòa là hay uh, chống đối với cái việc kiểm soát súng hay là chống đối với cái việc mà cho phép người phụ nữ được quyền quyết định về sức uh, sức khỏe và sức uh, và bản thân của mình trong cái vấn đề mà đưa ra quyết định là phá thai hay không á thì bên phía Đảng Cộng hòa thì lại chỉ trích cho rằng là Đảng dân chủ tiêu xài quá nhiều vào trong cả vấn đề di dân. Nhưng mà có một cái thực tế mà Đảng Cộng hòa cũng cần phải lưu ý là trong nước Mỹ hiện nay tính đến theo con số mới nhất thưa quý vị mà ông Trump Power là chủ tịch của ngân hàng trung ương vào hồi đầu tháng 2 năm nay ông nhắc lại một cái thực tế là ở nước Mỹ có 3 triệu rưỡi việc làm không có người đi làm. 3 triệu rưỡi việc làm không có người đi làm. Và nếu như nếu như mà Cộng Hòa mà cản trở di dân, mà cấm di dân đó thưa quý vị, thì lấy ai sẽ bổ sung vô cái lực lượng 3 triệu rưỡi việc làm này? Và quan trọng hơn nếu mà cho di dân vô mà quản lý đàng hoàng cho họ đi làm để thì họ sẽ đóng những cái khoản thuế rất là nhiều vào cái vấn đề mà đảng Cộng Hòa đang đau đấu đang muốn thực hiện đó là sẽ có tiền ngân sách nhiều hơn rồi mới cắt giảm được cái chuyện tiêu dùng của chính phủ liên bang. Nó có những cái lợi đơn và lợi kép như vậy 3 triệu rưỡi việc cả làm và đó rất là cần những cái người di dân mà phải vô nước Mỹ một cách hợp pháp và được quản lý một cách chặt chẽ và nó có một cái ý nữa thưa quý vị trong vấn đề về cải cách di dân á ngày hôm nay hoàng vi đọc được trên cái cũng là tờ The Hill đó người ta đưa ra cái nhận định á là mọi người cả dân chủ và cộng hòa cả cái chính phủ ông Biden luôn toàn là lo giải quyết những cái vấn đề ở phần ở phần ngọn không mà trong khi đó không có giải quyết được cải cách được cái chính sách về di dân, trong đó có một cái ý mà theo cái luật nhân đạo và luật của nước Mỹ mà phía chính phủ Biden và cả những cái chính phủ thời tiền nhiệm nữa, họ đưa ra những cái bản báo cáo thưa quý vị, họ thấy rằng chính phủ Mỹ đó qua các cái đời tổng thống để giải quyết không tốt việc bảo vệ cho những cái trẻ em mà di dân đến biên giới mà không có người đi cùng. Họ đưa ra cái con số thống kê là từ tháng 10 năm 2020 cho đến nay có 250.000 trẻ em di dân đã vô nước Mỹ ví dụ cha mẹ các em có thể gửi chung với cái những cái người mà đi vào biên giới hay là bằng cách nào đó thì không biết nhưng mà những trẻ em này đã không được bảo vệ. Theo nguyên tắc á, thì cái lực lượng biên phòng á, sẽ khi mà gặp những cái trẻ em này không có người đi kèm á, thì sẽ dẫn giữ các em lại 3 ngày ngay tại trong những cái trại giam giữ rồi để tìm kiếm ví dụ như nếu sau đó các em có cái người bảo lãnh hoặc là gặp lại cha mẹ hoặc là gặp gia đình gì đó mà ai đó ở trong nước Mỹ tới nhận á, thì xong hoặc là các em có một ai đó một cái gia đình thậm chí là lạ hoắc lạ hoa đến để nhận các em về bảo lãnh các em thì coi như là họ cũng xong trách nhiệm nhưng mà theo những cái người mà đang lên tiếng mà đòi hỏi là có một cái sự cải cách đúng mực mà bảo vệ những cái trẻ em này á thưa quý vị họ nói nếu mà nước mỹ cứ tiếp tục những cái chính sách như thế này qua các đời tổng thống á thì á di dân là những cái em nhỏ đến cái biên giới mà giữ lại và sau đó họ thả vô nước mỹ mà họ không có uh, gọi là quản lý chặt chẽ đó thì họ sẽ làm cho các em này rơi vô những cái đường dây về buôn người rơi vô những cái trại bóc lột về lao động của các em rất là sớm và tạo thành một cái lực lượng và có thể là các em sẽ là nạn nhân của những vụ buôn người hay chính các em cũng sẽ là tham gia vô những cái đường dây tội ác. Họ chỉ ra một cái con số như thế này nào thưa quý vị. Lẽ ra đó cái cơ quan biên phòng khi mà bắt khi mà giữ các em ở biên giới như vậy á rồi đưa các em về gặp người thân rồi gặp cái người bảo lãnh đó, thì nhất là những cái gia đình mà lạ đó mà đến nhận các em để bảo lãnh để mà nuôi các em đó thì họ phải theo luật là họ phải kiểm tra lý lịch rất là rõ để biết gia đình này như thế nào có tốt không dẫn các em này về là có nuôi nấng không có cho các em đi học không hay là rồi lại là biến các em thành cái nạn nhân của nô lệ tình dục hay là bất kỳ một cái sự bóc lột lao động nào họ đưa ra con số năm 2022 có 127.447 trẻ em đã đưa đến các cái gia đình của các nhà bảo lãnh nhưng mà thưa quý vị họ chỉ check background họ chỉ check những cái gia đình này chỉ có 8.619 hồ sơ được check thôi 8.619 hồ sơ trên 127.447 trẻ em có nghĩa là số còn lại đi đâu không biết gia đình đó như thế nào cũng không hay và tương lai của các em như thế nào cũng không rõ cho nên từ những cái bản báo cáo này và họ nói không phải chỉ có chính phủ này, chính phủ tiền nhiệm của ông Donald Trump, chính phủ của ông Obama cũng như các cái đời tổng thống nước Mỹ mặc dù rất là tự hào là một cái đất nước của cái sự dân chủ. Ông tổng thống Joe Biden vào ngày thứ tư thưa quý vị chuẩn bị tổ chức một cái cuộc gặp thượng đỉnh mời hơn 121 nước đến để tham dự một cái cuộc họp thượng đỉnh về nền dân chủ tự hào ta là người dẫn đầu ở trên thế giới về dân chủ nhưng mà thử hỏi dân chủ trong nước Mỹ có vấn đề hay không còn nước Mỹ tự hào là nước của hợp chủng quốc Hoa Kỳ là một cái xứ sở rất là nhân đạo nhưng mà cách họ đối xử với di dân và đặc biệt ở cái ý này Hoàng Vi đang nói với các cái trẻ em di dân đó họ có đủ cái trách nhiệm hay không Hoàng Vi đang thuật lại những cái bản báo cáo mà người ta nói rằng hơn lúc nào hết chính phủ Biden bây giờ phải xem lại cái cách mà họ giải quyết những cái vấn đề trẻ em di dân như thế nào ở biên giới và mới ngày 10 tháng 3 vừa qua thưa quý vị thì uh, Bộ Nội An, Bộ Nội An vừa mới thông báo là họ tái lập một cái chương trình là những cái thiếu niên mà những cái trẻ em đó mà muốn vô nước Mỹ và đến biên giới đó thì bây giờ đó đừng có đến vội là ý thứ nhất nhưng mà ý thứ hai là các em đó, nộp những cái đơn mà muốn vô nước Mỹ đi mà sum họp với thân nhân ở trong nước Mỹ đi thì những cái trẻ em đó sẽ được cứu xét nhanh hơn và lưu ý thưa quý vị cái chương trình này đã bị chấm dứt dưới thời ông Trump và bây giờ ngày 10 tháng 3 vừa qua chính phủ của Biden vừa mới công bố là họ sẽ tái khởi động lại cái chương trình này nhưng mà cái chương trình này chưa đủ mà phải kèm theo theo lời những cái chuyên gia những cái chuyên gia luật mà trong vấn đề về di trú đó họ nói là cũng cần cả những cái chương trình chăm sóc hay là quản lý và biết chắc rằng các em khi mà vô nước Mỹ nó sẽ được đối đãi một cách rất là đàng hoàng cơ bản để cho các em không rơi vô đường dây của những cái bọn buôn người đó là một cái ý mà ngày hôm nay hoàng vi muốn thưa quý vị vấn đề di dân rồi và một cái điểm nóng nữa một cái câu chuyện rất nóng và cũng là một cái vấn đề nhức nhối của nước mỹ nói hoài nó không hết và làm hoài nó không xong mà không nói thì nó cứ diễn ra hoài đó là câu chuyện về bạo lực súng đạn thưa quý vị những cái vụ thảm sát xả súng một lần nữa hoàng vi thưa hoài ở nước mỹ này những cái cha mẹ có con em đi học sáng đưa con đi đến trường chiều đón con về thì thấy được con thì biết rằng xong một ngày mới bình an còn bản thân mình mà đi làm đi chợ đi những cái festival đi về đến nhà an toàn rồi mới thở phào và nói rằng ý bữa nay không có xả súng quý vị có nghĩ như vậy không quý vị có cái tâm trạng bất an như vậy không khi mà sống trong nước mỹ cái câu chuyện về bạo lực súng đạn nó cứ xảy ra hoài mà không bao giờ giải quyết được giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Ngày hôm thứ hai, thưa quý vị, ngay tại cái trường một cái trường học uh, tin lành thì đã có một cái nghi can xả súng sách hai cái khẩu súng trường AR-15 và một cái khẩu súng ngắn bước vô một cái trường học xả súng trước đó nhắn tin cho bạn nói là tôi muốn sống nữa tôi được tôi không muốn sống nữa nhưng mà đâu phải không muốn sống thì chỉ kết liễu cuộc đời mình đâu thưa quý vị những cái người có vấn đề về tinh thần về tâm thần về bất kể vấn đề gì mà họ cảm thấy bất mãn với xã hội này và họ muốn kết thúc cái cuộc đời của mình nhưng mà phải kéo theo rất nhiều cuộc đời của người khác cái câu chuyện của nghi can 28 tuổi này đã bước vô và lấy đi mạng sống của ba trẻ nhỏ chỉ mới có 9 tuổi mà thôi và ba người lớn 60 cho đến 61 tuổi là nhân viên của trường. Và một lần nữa nước Mỹ, Hoàng Vi thấy là từ ngày hôm qua, ngày thứ hai đến bây giờ vẫn nháo nhào. Và quý vị để ý không, cứ mỗi lần có một cái vụ thảm sát xả súng và cái vụ này là lên tới 100, vụ thứ 129 chỉ trong vòng năm nay mà thôi. Bây giờ mới có tháng 3 thưa quý vị. Mà có 129 vụ xả súng khi người ta gọi là thảm sát xả súng Có nghĩa là nạn nhân là từ bốn nạn nhân trở lên thì sẽ được xếp vô là thảm sát xả súng. Và mới có tháng 3, nước Mỹ có 129 vụ thảm sát xả súng. Và cứ mỗi lần xảy ra như thế này á, là nước Mỹ phẫn nộ, nước Mỹ bàn hoàng, nước Mỹ đau đớn, rồi kêu gọi, rồi xong chìm xuồng, rồi lại sau đó lại xả súng, rồi lại bàn hoàng, rồi lại đau đớn, rồi lại chặt lưỡi, tất cả là chìm xuồng. Quý vị, cái câu chuyện xả súng ở cái trường uh, tin lành ngày hôm thứ hai xảy ra tiểu bang Tennessee, vào buổi sáng 10 giờ 13 phút sáng, nghi can bước vô trường và lấy đi mạng sống của những người vô tội. Nó xảy ra không lâu mà chúng ta vẫn còn nhớ nỗi đau ở trường tiểu học Uvalde ở Texas lấy đi mạng sống của 19 trẻ em và hai thầy cô giáo. Trở lại cái câu chuyện này thưa quý vị, ông thống đốc của Tennessee, ông thống đốc của Tennessee là ông Bill Lee. Ngay lập tức ông đã có những cái phản ứng rất là nhanh nhẹn và hợp cảnh hợp thời ông nói rằng cái chuyện này nó đau đớn nó khủng khiếp quá và tôi cầu nguyện cho gia đình của các nạn nhân tôi cầu nguyện cho cộng đồng uh, của mọi mọi người của quý vị đó có thể vượt qua được cái cái chuyện mà đau đớn mà kinh hoàng như thế này đó là cái lời của ông thống đốc Bill Lee của tiểu bang Tennessee nhưng mà quý vị biết không 9 tháng trước đó chính ông thống đốc Bill Lee này đã cùng với một số thống đốc cộng hòa của các cái tiểu bang khác đã đứng chung trong một cái tuyên bố và họ nói rằng họ không muốn những cái đạo luật kiểm soát súng ống được thông qua ở quốc hội cũng như họ sẽ không áp dụng những cái đạo luật uh, những cái những cái luật mà kiểm soát về súng ống cho những cái tiểu bang của họ. Và đặc biệt đó, sau cái sự kiện ở Uvadi, Texas thưa, thưa quý vị Diễn ra vào tháng 5 năm 2022 Cũng chính ông thống đốc Bill này ông nói đó Chuyện đó thì cũng khủng khiếp nhưng mà tôi không có muốn hạn chế về súng ống Tôi muốn hạn chế về súng ống Và tháng 6 năm 2022 có nghĩa là khoảng 9 tháng trước Ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp Và nói rằng đó, ông kêu gọi bây giờ ở trường học đó, bây giờ phải nâng lên những cái biện pháp để mà giữ an toàn đi nhưng mà ông không có đề cập một chữ nào đến cái chuyện là kiểm soát súng ống hết. Và thậm chí là tiểu bang Tennessee ông còn đòi rót về cho các cái trường học 100 triệu Mỹ Kim để mà nâng cao những cái về an toàn, an ninh của trường học và không nói gì đến súng ống hết. Ông nói với hãng thông tấn AP ngày hôm nay một lần nữa khi câu chuyện này xảy ra. Ông nói rằng chúng tôi không có nghĩ rằng là nên có bất kỳ một cái luật nào để mà hạn chế và kiểm soát súng ống hết đó. Ngay dưới cái thời của tôi đang là thống đốc đây. À, xin lỗi, thống đốc đây. Và tôi sẽ khẳng định điều đó. Ông nói thêm cái câu này nè, có một điều mà mọi người cần nên nhớ là những cái tội phạm á không bao giờ tuân theo luật hết á mà những cái tên tội phạm á nó sẽ hay bẻ luật. Ông nói câu đó có nghĩa là gì? Đúng rồi. Criminals thì luôn luôn là break laws nhưng mà nếu criminals và khi mà break laws á, là bẻ theo không có tuân theo luật pháp á, thưa quý vị muốn lấy đi mạng người khác á, mà criminals đó có thể lên mạng mà mua những cái khẩu súng sát thương dễ như mua một cái viên kẹo vậy đó thì sẽ có thêm cái công cụ để mà thực hiện cái tội ác của mình một lần nữa thưa quý vị không ai không ai phủ nhận cái quyền đã được quy định trong hiến pháp là cái tu chánh án thứ hai cho phép người dân Mỹ được quyền sở hữu súng và hoàng vi tin rằng là đảng dân chủ cũng nhiều lần kêu gọi họ không đòi tước đi cái khẩu súng đã được quy định trong cái tu chánh án thứ hai mà chỉ là kiểm soát cho nó hiệu quả hơn check background của những cái người muốn mua súng đó xem tâm thần có bình thường không có vấn đề gì bất mãn với xã hội hay không có cái 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 lịch sử gọi là cái lịch sử về bạo lực hay không. Và đưa ra những cái quy định là cất giữ súng ở trong nhà như thế nào, đừng để những cái chuyện mà trẻ con nó tưởng khẩu súng là khẩu súng thiệt mà là khẩu súng đồ chơi, nó cầm nó phằng phằng nó bắn nhau rồi gây ra bao cái cái thảm kịch mà chúng ta đã biết. Chỉ là kiểm soát một cách hiệu quả hơn chứ không phải là tước đi cái khẩu súng. Và sau đó ông nói rằng ông vẫn tiếp tục ông nói là tôi cầu nguyện thì rất là nhiều những người chỉ trích người ta nói là một cái lời cầu nguyện mà nó rỗng không một cái nó lời nó trống không nó rất là vô hồn và chưa thưa quý vị chưa sau đó cũng ngày hôm nay nè thưa quý vị một số thành viên của đảng cộng hòa đã ngang nhiên đi ở Quốc hội ngay trong lúc những cái người đồng viện của mình ở bên phía đảng dân chủ đang tức giận, đang bực bội, đang phẫn nộ, đang đủ thứ cảm xúc hết và chắc chắn là người dân Mỹ cũng có chung cảm xúc này. Thì một số thành viên ở bên phía đảng cộng hòa như dân biểu Andrew Clyde đến từ tiểu bang Georgia đang thừa nhận là mình có cái credit trong cái việc phát đi những cái pin để cài lên cái áo vest, đó, thưa quý vị là cái hình khẩu súng và sau đó dân biểu George Santos của New York địa hạt 3 chắc quý vị nhớ một cái ông dân biểu mà nói dối như củi á và bây giờ nhiều người người ta đang đặt ra vấn đề là tại sao một cái người mà nói dối liên tiếp nói láo George Santos cũng đi lòng vòng ở sàn hạ viện và đeo cái pin là cái hình khẩu súng ở trên ngực áo và họ cảm thấy rất là tự hào những cái người mà khi nhìn thấy những cái hình ảnh này trên Twitter và từ sáng cho tới bây giờ khi mà chúng tôi đang ngồi thư chuyện quý vị á, rất nhiều những cái người dân Mỹ người ta phẫn nộ và người ta nói tại sao mà họ có thể mà đùa giỡn như thế này khi mà một cái câu chuyện mà xả súng vừa mới xảy ra ngày hôm qua họ không quan tâm gì đến trẻ em hay sao? Và một số những vị thượng nghị sĩ bên phía đảng Cộng Hòa, ví dụ như thượng nghị sĩ John Cornyn cũng của Texas, ông có nói một điều rằng ông nghĩ là bây giờ dân chủ làm được gì trong việc kiểm soát súng ống đâu ông nghĩ là bây giờ có nỗ lực đưa ra hạ viện rồi đưa lên thượng viện rồi nó sẽ đi đâu về đâu đâu đúng như lời tổng thống joe biden ngày hôm nay ông có nói một ý mà người dân mỹ nghe qua thì thấy hơi giận khi ông nói rằng tại sao mà một ông tổng thống lại nói một cái câu mà bất lực như vậy nhưng mà nghĩ thì thấy nó cũng đúng ông nói một câu nếu mà cộng hòa không có hợp tác quốc hội không có thông qua để thành luật mà kiểm soát súng ống một cách chặt chẽ cái vấn đề này nó vẫn cứ còn hoài nó dai dẳng hoài và sẽ không có bao giờ giải quyết được hết và hoàng vi xin phép được trở lại sở ít phút dành cho thương mại Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 và ở phần hai Hoàng Vy đang thưa với quý vị về một cái chuyện nóng nó nó vẫn thường lặp lại nhưng mà nó vẫn là một cái chuyện nóng và nhức nhối của nước Mỹ đó là cái vụ thảm sát xả súng vào xảy ra vào ngày hôm thứ hai ở Tennessee thì đi kèm sau đó là những cái vấn đề chính trị đi kèm với câu chuyện này, ví dụ như những cái thành viên bên phía dân chủ và cả ông tổng thống Joe Biden thì kêu gọi là quốc hội phải thông qua cái luật về kiểm soát súng ống, bên phía cộng hòa thì dứt khoát là từ chối. Bà Nikki Haley thưa quý vị, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho cái kỳ tranh cử tổng thống năm 2024, ngay lập tức bà đăng đàn, bà nói rằng á là bây giờ để giải quyết những cái vấn đề mà thảm sát trường học như thế này á, bà nghĩ rằng là ở mỗi trường học là phải có cái máy dò kim loại Bà nói bây giờ tuổi nhỏ đó Nó lên sân bay nó đi vô những cái cơ quan của chính phủ đó Nó đều thấy có những cái máy này hết Nó quen rồi Bây giờ mình lắp ở trường học đi Và bà đề nghị rằng là mỗi trường học đó Chỉ nên có một cánh cửa mà thôi Giống lời ông Ted Cruz nói khi mà xảy ra cái vụ Mà ở trường UVD chắc quý vị còn nhớ Có một cánh cửa thôi Một cửa duy nhất thôi Đừng nhiều lối đi quá rồi hung thủ Nó cứ, cứ tìm kiếm Nó trà trộn vô Có một cửa và để cái máy dò kim loại ở đó những cái giải pháp của bà Nikki Haley đưa ra không phải là nó không có hiệu quả. Nó sẽ có hiệu quả. Nó là một trong những cái biện pháp cần làm. Nhưng mà bà Nikki Haley còn nói như thế này. Đó là những chuyện mà tôi nghĩ it's ok nếu mà có những cái máy dò kim loại. Còn tôi không có nghĩ rằng là nên đụng đến cái vấn đề kiểm soát súng ống. Bà Nikki Haley nói như, như vậy thưa quý vị. Tôi không muốn lấy đi cái khả năng tự vệ của mỗi người dân Mỹ. Và một lần nữa như phần 2 Hoàng Vi Thưa, cái chuyện kiểm soát súng ống không có nghĩa là tước đi cái quyền sở hữu súng của người dân Mỹ đã được quy định trong tư chánh án. Đó là ý kiến của ứng cử viên của bên phía đảng Cộng Hòa cho cái kỳ bầu cử năm 2024 bà Nikki Haley. Và có một cái câu chuyện cũng liên quan đến ông Tổng thống Joe Biden, một cái câu chuyện nó khá là vui, Hoàng Vi muốn thưa quý vị, cũng liên quan đến câu chuyện này nè. Ngày hôm qua đó, khi mà vừa xảy ra cái vụ xả súng á, thì Tòa Bạch Ốc rồi từ phát ngôn viên rồi cho đến cả ông Joe Biden ngay lập tức là lên và nói rằng là kêu gọi là phải, quốc hội phải thông qua luật đó, nãy giờ nội dung Hoàng Vi nói. Thì bây giờ những cái lời tuyên bố của ông Joe Biden, đó, không biết Cộng Hòa có lắng nghe không? nhưng mà có một cái nhân vật ngay lập tức là đăng đàn chỉ trích liền. Cái nhân vật này là cựu thống đốc của New Jersey là ông Chris Christie. Nếu như bây giờ những cái lời đồn thổi, ông Chris Christie á, vốn là một trong những cái người có thể cũng sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2024. Nhưng mà ông nhiều lần lần lửa ông nói rằng ông chưa đưa ra quyết định. Thì ngày hôm qua đó thưa quý vị, người ta nói là vậy là ông này á, có thể nha, cái khả năng mà ông ra tranh cử sẽ nhiều lắm khi mà ông cũng cố gắng đưa ra những cái thông điệp để thu hút cái sự chú ý của dư luận và ông chỉ trích tất cả những đối thủ của mình ngày hôm thứ hai ông đăng đàn và chỉ trích ai chỉ trích từ Donald Trump đến Ron DeSantis đến Nikki Haley từ nhiều vấn đề khác nhau trong đó ông chỉ trích ông tổng thống Joe Biden ông chỉ trích vậy nè tại sao mà cái ông Biden cái ông tổng thống tòa bạch ốc cái ông già buồn ngủ á Trước khi mà ông công bố cái lời kêu gọi đối với cái câu chuyện thảm sát, đó, nó là một câu chuyện buồn, nó là một câu chuyện nghiêm túc. Tại sao mà trước đó ông còn dám, ông, ông mở cái lời hài hước. Ông Biden, ông rất là hay hài, quý vị có để ý không? Mà ông Chris Christie nói là tại sao mà còn mở đầu câu chuyện nói là tôi vừa mới, tôi vừa mới ăn kem cái hiệu Jenny á mà cái loại kem mà chocolate chip á, tôi vừa mới ăn á và tôi tôi là Joe Biden tôi là chồng của Joe Biden rồi trước khi ông mới đi vô ông nói với cái chuyện mà cái, cái 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 cái, cái, sự việc mà đau buồn như vậy ông ông Chris Christie nói là ông Biden không có nghiêm túc không có nghiêm túc tí nào hết á thì đó là lời chỉ trích của ông cựu thống đốc New Jersey và là một người đang hướng đến cái cuộc tranh cử năm 2024. Nhưng mà thực tế thưa quý vị, thực tế thì nó có một cái sự thật là như thế này. Ông Joe Biden đúng là ông mê ăn kem, ông rất là hay ăn kem. Cái chuyến đi vừa rồi mà ông qua Canada để gặp ông Thủ tướng Justin Trudeau, thưa quý vị, mà để bàn về những cái chính sách về di dân á, và sau đó Canada đã đồng ý trong những cái tuyên bố chung có rất nhiều chương trình nghị sự, trong đó có một cái ý là Canada cũng sẽ phối hợp với lại Mỹ giải quyết những cái vấn đề di dân. Thì cũng có một cái chi tiết là hai ông này á là trước giờ cũng thân với nhau và cũng có đi ăn kem với nhau trong cái chuyến đi này của ông Joe Biden sang để gặp Justin Trudeau đó. Thì ngày hôm qua ông Biden ông nói như thế này nè, tôi ở trên lầu tôi nghe có kem dưới này tôi lật đật tôi chạy xuống. Tôi chạy xuống dưới này á tôi quên đều là tôi cũng có nguyên cái tủ lạnh về kem ở trên uh, trên lầu. Đó là cái lời mà ông diễu như vậy và có một chi tiết cũng khá là vui là hài là quý vị để ý không? Đối với ông cựu tổng thống Donald Trump á thì là ông rất là mê burger thì đối với ông joe biden đó là rất là thích uh, ăn kem ngay cho nên đảng cộng hòa chỉ trích hoài ông biden ông xuất hiện ông đi những cái sự kiện quan trọng thay vì nghiêm túc một chút Ông ghé vô tiệm kem ăn vậy đó thì thực ra là cái sự kiện mà lúc ngày hôm qua mà ông biden chuẩn bị tuyên bố đó nó đang có một cái sự kiện khác xảy ra tại tòa bạch ốc đó là ông đang uh, chính phủ của biden tuyên bố là sẽ có những cái uh, chương trình hỗ trợ và vinh danh những cái người phụ nữ mà quản lý những cái chương trình những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thưa quý vị và nhân cái sự kiện gặp gỡ những cái người phụ nữ quản lý những cái chương trình dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đó thì ông cũng nói rằng là bây giờ liên bang sẽ rót những cái nguồn tiền để mà giúp đỡ, rót thêm vốn cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tiếp tục hoạt động thì đó là một cái chương trình đang diễn ra ở tòa bạch ốc thì trong những cái khách mời đến tòa bạch ốc á, thì có một số đứa trẻ con là con của khách mời dắt tới cho nên là ông biden có cái phần mà giao đãi mà nói chuyện vui với tụi nhỏ như vậy trước khi ông đi vô ông nói về cái thảm sát đau buồn đó và ông nói như cái câu phần đầu hoàng vi đã thừa là trẻ con nó cần phải được bảo vệ và những cái chuyện như thế này nó cần phải chấm dứt ở nước mỹ nhưng mà để kể quý vị nghe về một cái câu đùa của ông biden thôi á cũng bị chỉ trích rất là nhiều một cái bước đi mà lên cầu thang mà bị vấp lên vấp xuống của ông Biden ấy, cũng bị chỉ trích rất là nhiều một cái lời nói nhiều thôi ngay khi ông đi gặp ông Justin Trudeau này thưa quý vị sau khi mà ra nói lời tuyên bố chung á, thay vì ông nói là nước Mỹ á, rất là ca ngợi uh, Canada trong cái việc mà giải quyết những cái vấn đề di dân cùng với Mỹ như thế này ông nói lộn sang Trung Quốc thưa quý vị ông nói là tôi rất là hoan nghênh Trung Quốc trong cái việc mà giải quyết những vấn đề di dân như thế này thì ngay lập tức là người ta cười rần rần đảng cộng hòa đấu tha chuyện này chụp ngay lấy cơ hội và xuất hiện đại dày đặt trên các cái phương tiện truyền thông mà về cánh hữu đó nói là đó thấy chưa ông già này ông cần phải đi khám về cái sự minh mẫn về cái tinh thần của mình ông nói nhiều nhiều quá nhưng mà thưa quý vị rất là nhiều ông biden ngay sau đó sửa sai ngay ông nói rằng mọi người biết là tôi không có ý đó phải không? Tại vì trước ngay trước đó chính ông Justin Trudeau đã lên án China và nói rằng Canada sẽ cùng với Mỹ hợp lực và giải quyết những cái vấn đề trong cái chuyện China bành trướng như thế này. Và đó là lý do mà ông Biden nói nhiều. Ngay cả những người trẻ như chúng tôi đây, thậm chí quý vị biết không, vừa rồi bà dân biểu Marjorie Taylor Greene, là một thành viên của đảng Cộng Hòa và nhiều lần Hoàng Vi thưa quý vị đó đây là nữ hoàng scandal hạ viện mà cũng có lúc đang đang thao thao đang nói đang say sưa quá nói lộn sang bà Marjorie Taylor Greene là một thành viên của đảng Dân Chủ chuyện đôi khi nói lộn một lần hai lần đó là chuyện bình thường cái vấn đề là cái suy nghĩ thật sự mà nó có đi tuốt lút hay không hay là là có thể kịp thời mà nhắc lại đó là cái câu chuyện vui bên lề liên quan đến cái ông già buồn ngủ là ông Joe Biden đó thưa quý vị và nhưng nói về nữ hoàng scandal của hạ viện thì chuyện gì vừa mới xảy ra đối với bà Marjorie Taylor Greene quý vị biết từ cái vụ xả súng xảy ra đó coi như bà này cũng đăng đàn tới tấp và đồng ý với quý vị một điều rằng bà Marjorie Taylor Greene nếu không mà có ông Kevin McCarthy làm chủ tịch hạ viện hiện nay sau cái kỳ họp uh, sau cái kỳ quốc hội 118 hiện nay cộng hòa đang kiểm soát thì chẳng ai có thể ngờ được bà Green bây giờ đang có một cái ưu thế và cái tiếng nói của bà trở nên nó mạnh mẽ và nó lan rộng đến mức độ như vậy. Hoàng Vi đã thưa quý vị trong chương trình kỳ trước, trước đó bên hồi mà đảng cộng hòa chưa kiểm soát hạ viện, bà Green đã bị đẩy bật ra khỏi những cái ủy ban mà bà là thành viên như ủy ban giáo dục ủy ban về khoa học bởi vì bà đưa ra những cái quan điểm là bài do thái nè quan điểm về phân biệt chủng tộc nè rồi quan điểm mà đưa những cái tin giả về vaccine và nói và thậm chí bà còn nói rằng vaccine covid 19 chín nó giống như là cái sự hủy diệt giống như là phát xít đức đó rồi vaccine nó là cái chip vô để mà theo dõi người dân và cái account twitter cái chương mục twitter của bà cũng bị sập lên sập xuống bị người ta suspend đó, là tạm ngưng rất là nhiều lần vì những cái lời nói sách động như vậy, vậy mà bây giờ bà trở thành nữ hoàng của Hạ Viện. Ngay cái sau cái câu chuyện súng nổ, bà Green nói gì thưa quý vị? Bà nói là thứ nhất, coi lại cái chuyện súng nổ như thế này là vì Biden. Biden năm xưa đưa ra cái đạo luật là các cái trường học thì không được đem súng vô. Đó, bây giờ trách nhiệm là Biden. Ngày hôm nay, bà Green đưa tiếp khi có thông tin nghi can là một người chuyển giới. Bà nói rằng những cái thuốc mà để người ta uống vô, những cái người chuyển giới mà uống vô thế này, rồi chứ không muốn vấn đề về tâm lý, về cái hormone môn của những người chuyển giới, á, nó tạo ra cái sự lệch lạc và sức khỏe tâm thần để những người này á, mới gây ra cái tình trạng thả, xả súng. Và bà nói rằng cho nên, nguyên văn nha thưa quý vị, bà Green nói đừng trách khẩu súng, đừng đụng tới khẩu súng nữa. Nhưng mà liên quan đến bà Taylor Green thưa quý vị, thì bà Taylor Green có một cái sự ủng hộ rất là lớn đối với cựu tổng thống Donald Trump. Ngay vào cuối tuần vừa qua khi mà ông Trump đến Waco, là một cái thành phố của Texas và là một cái thủ phủ và trước đây thưa quý vị 30 năm về trước đã có một cái cuộc đối đầu phải nói để lại một cái hậu quả hơn 50 người chết từ một cái sự đối đầu giữa cơ quan công lực liên bang với lại một cái nhóm cực hữu mà cái người thủ lãnh á, thường xuyên rêu rao và kêu gọi những cái tín đồ của mình á, là không có tin vào chính phủ chính phủ những cái deep state á, là kiểm soát người dân và um, bóp nghẹt cái quyền sống của người dân và những cái giáo phái như thế này họ nói rằng á, là phải tin vào ta tin vào ta và rồi sẽ có lúc các người á, phải phủ phục dưới chân của ta và cuối cùng khi mà cơ quan công lực đến và có một cái sự đối đầu như thế này ở Waco, thưa quý vị, hơn 50 người chết, câu chuyện xảy ra vào 30 năm trước. Và cái tuần vừa rồi là kỷ niệm 30 năm ngày xảy ra cái câu chuyện thương tâm như thế này. Cựu tổng thống Donald Trump đã đến Waco để có một cái cuộc gặp gỡ cử tri mà nhiều người rất là lo lắng là không biết đến rally ở ngay cái thành phố này đó rồi sau đó nó có xảy ra cái tình trạng gì không? Khi mà trong suốt tuần vừa qua, thưa quý vị, không khí chính trị của nước Mỹ rất là căng thẳng với cái cuộc điều tra của chánh biện lý ở Manhattan, ông Alvin Brad đang điều tra và không biết đến khi nào và có không, có không đưa ra cái lời truy tố mà cựu tổng thống Donald Trump cho rằng là ông sẽ bị truy tố. Và một lần nữa cho đến thời điểm mà Hoàng Vi đang ngồi thư chuyện với quý vị chỉ có duy nhất ông Trump là người tuyên bố ông sẽ bị truy tố chứ từ văn phòng của Chánh biện lý Arvin Brad không có đưa ra một cái câu nào rằng họ sẽ truy tố ngày hôm nay để cập nhật với quý vị hôm thứ hai á thì văn phòng Chánh biện lý có vời một cái nhân chứng là một cựu chủ tịch của một cái tờ báo lá cải và có liên quan đến câu chuyện Stormy Daniel và Michael Cohen ra để mà gặp đại bồi thẩm đoàn thì được biết là vào thứ tư đây thông tin vào cuối ngày hôm qua hoàng vi đọc thì là vào thứ tư đây thì đại bội thẩm đoàn sẽ nhóm họp lại để mà bàn về cái câu chuyện này và một lần nữa chưa có bất kỳ kết luận là truy tố hay không truy tố được đưa ra nhưng mà trước khi hoàng vi lên thư chuyện quý vị thì breaking news vừa cho biết là thứ tư đại bội thẩm đoàn liên quan đến cuộc điều tra này cũng sẽ không nhóm họp nữa rồi thứ năm có nhóm họp nhưng mà là sẽ bàn về một cái case khác cho nên tình hình nó vẫn im ắng như vậy. Đó là cái thông tin mà Hoàng Vi muốn được cập nhật. Trở lại với cái cô Marjorie Taylor Greene và cựu tổng thống Donald Trump hôm ngày uh, thứ Bảy vừa qua, lúc mà ông đến Waco để mà ông gặp gỡ cử tri của mình, á, ông có nói một cái ý liên quan đến cô Marjorie Taylor Greene. Ông nói rằng á, là cái đảng Cộng Hòa bây giờ có quá nhiều cái thành viên mà bất lực á, không có làm việc tốt, không có phục vụ tốt cho cử tri cộng hòa và cho cái người dân Mỹ nói chung. Trong đó ở thượng viện có những cái vị thượng nghị sĩ như là ông Mitch McConnell, Mitch McConnell cổ rùa đó thưa quý vị mà ông Trump muốn ghét cây ghét đắng, những cái người rất là bất lực như vậy và chỉ thường xuyên tạo được những cái bàn thắng dành cho ông tổng thống Joe Biden mà thôi cho nên á thượng viện bây giờ rất cần những cái gương mặt như Marjorie Taylor Green và ông Trump hỏi như vậy nè là cô Marjorie Taylor Green có muốn tham gia vào cái cuộc chạy đua vào thượng viện hay không hiện nay cô là ở hạ viện có muốn tham gia vào cuộc chạy đua vào thượng viện hay không nếu câu trả lời là có thì ông sẽ fight like hell for you đó là lời của cựu tổng thống Donald Trump thưa quý vị fight like hell for you Quý vị nghe quý vị thấy có quen không? Ngay ngày 6 tháng giêng và cái câu nói đó vẫn đang được ông công tố viên đặc biệt ông Charles Smith do bộ tư pháp chỉ định đang điều tra hai cái hồ sơ trong đó có hồ sơ về ngày 6 tháng giêng. Một trong những cái câu nói của cựu tổng thống Donald Trump đó là fight like hell và sau đó dòng người biểu tình, dòng người bạo loạn đã tiến về quốc hội và những cái gì đã diễn ra thì hoàng viên không nhắc lại nữa ngày hôm nay ông lại nhắc lại cái câu fight like hell for you thì sau đó matthew taylor green đã đăng đàn lên twitter và nói là uh, yes yes đúng là thượng viện bây giờ đó cần rất là nhiều những cái gương mặt khác mà có thể chiến đấu vì quyền lợi của đảng cộng hòa và cho người dân mỹ và đảng cộng hòa cần phải cứng rắn hơn to get tougher và tôi rất là đồng ý với ngài tổng thống. Đó là lời của cô dân biểu Marjorie Taylor Greene đã trả lời ông Trump như vậy. Và cô còn nói thêm một cái điều này về ông Avin Bragg này thưa quý vị. Là một cái kẻ thù chung của ông Trump và của cô Green. Cô Green nói rằng á, hơn một nửa cái tình trạng tội phạm đang xảy ra mà hắn đã bị cái ông Avin Bragg này á, không có truy tố và giảm nhẹ đến mức tối thiểu rồi xóa bỏ luôn trong khi đó những cái tội mà những cái cái câu chuyện những cái case đó rất là nhỏ như trong cái hồ sơ của ông Trump và Stormy Daniel này á, lại được ông Alvin Brad thổi phồng lên để mà đưa thành một cái câu chuyện về hình sự và tiến hành truy tố tổng thống hay quá Alvin hả và cô này còn đòi cả impeach và cả xử cả ông uh, chánh biện lý của Mahan đó là câu chuyện của Taylor Green nhưng mà nhiều người người ta đang quan tâm tới cái lời kêu gọi của cựu tổng thống donald trump thưa quý vị họ nói rằng nếu như mà cô green á, mà quyết định ra tranh cử cho cái chiếc ghế ở thượng viện á, thưa quý vị thì quý vị có nhớ không một cái kịch bản sẽ lặp lại y như kịch bản của ứng cử viên trong cái cuộc chạy đua vừa rồi ở georgia bởi vì marjorie taylor green cũng ở georgia ở georgia vừa rồi đã diễn ra hai cái lần tranh cử để mà cái chiếc ghế vào thượng viện và đều phải xảy ra cái vòng đối đầu runoff là bởi vì cả hai ứng cử viên không có đạt được cái số phiếu cần thiết chắc là quý vị nhớ nhưng mà mới đây nhất là cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 vừa qua nè thưa quý vị thì cái ứng cử viên mà do ông Trump hết lòng ủng hộ là Herschel Walker quý vị nhớ không Herschel Walker và cuối cùng Herschel Walker đã thua đã thua rất là đau đớn, nhưng mà Herschel Walker cũng là một cái tay mà nói dối, nói dối mà chắc là cũng không thua gì cho Santos ở New York cơ thưa quý vị. Và người ta nói rằng nếu như mà cô Taylor Greene mà quyết định ra mà tranh một cái chiếc ghế vào thượng viện á thì cái kịch bản sẽ lặp lại y như Herschel Walker là bởi vì ở Georgia á, có khoảng 45 cho đến 47% là cử tri dân chủ, rồi cũng khoảng y chang như đó là cử tri cộng hòa. Cái số còn lại khoảng 10% á, là những cử tri độc lập. Và hai cái cuộc bầu cử vừa qua ở Georgia đó cho thấy á, là chính cử tri độc lập là người quyết định cái chiến thắng của ứng cử viên nào. Và hai cái cuộc vừa qua là ứng cử viên Dân Chủ. Là bởi vì á, cái ông Herschel Walker, ông nói dối, ông nói láo, ông nói những cái chuyện khùng điên quá nhiều. Cho nên cử tri độc lập người ta thấy người ta chịu không có nổi, cho nên người ta không có chọn. Và bây giờ cái cô Marjorie Taylor Greene. Cô đang có những cái phát biểu rất là sách động, rất là cực đoan và phải nói là rất là vô lý. Rất là vô lý. Cô nhắc cái vụ mà 6 tháng viên bạo loạn đó thưa quý vị. Cô gọi đây là những người Mỹ yêu nước. Cô tổ chức tour đi đến những cái trại giam giữ. Và cô đòi là in peace cái ông chánh án nào mà ra lệnh giam giữ những cái người yêu nước vào ngày 6 tháng Giêng như thế này. Và cô đặt ra những cái thuyết mà nó hoàn toàn không có thật. Sau đó người ta kiểm chứng về cái tình trạng nhà tù tồi tệ mà giữ những người bạo loạn này và những cái quan điểm của cô Marjorie Taylor Greene nó có thể là được một cái nhóm nào đó về uh, bảo thủ mà cực đoan người ta sẽ ủng hộ nhưng theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực chính trị người ta nói những cái cử tri độc lập sẽ khó lòng chấp nhận những, những cái phát biểu của cô Marjorie Taylor Greene. Cho nên nếu như mà cô ra tranh cử ở thượng viện á thì cái 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 kết quả của cô cũng sẽ gặp lại là y chang như Herschel Walker trước đây và nhưng xin ban kỹ thuật cho hoàng vi 3 phút nữa có rất nhiều những cái nội dung ngày hôm nay mà hoàng vi muốn thưa chuyện quý vị nhưng mà thời lượng có hạn mà khi đã nói về một cái nhân vật khi đã nói về một cái nhân vật là marjorie taylor green gần như là một cái người nữ mà hết lòng ủng hộ ông trump và được ông trump ưu ái và cũng rất là ủng hộ quý vị nhớ không? ông trump đòi file like hell cho cổ nếu mà cổ ra mà tranh cử thượng viện thì chúng ta không thể không nhắc đến với tới mở Carrie Lake là ứng cử viên cho cái chức thống đốc của tiểu bang Arizona giờ gọi ứng cử viên thì còn đúng đúng rồi là bởi vì kết quả nó đã ngã ngủ xong hết rồi và ứng cử viên bên phía đảng dân chủ là Kady Hopt đã trở thành thống đốc của Arizona lâu rồi và các cái cuộc uh, kiện tụng của Carrie Lake á, cô vẫn cho rằng là bầu cử Arizona là gian lận chứ lẽ ra cô là người chiến thắng và 8 trên 10 vụ kiện đã vứt vô sọt rác hết. Cái vụ kiện cuối cùng đưa lên tối cao pháp viện, thưa quý vị, diễn biến mới nhất tối cao pháp viện cũng từ chối luôn, đòi đưa xuống tòa dưới để xem lại. Họ không có mặn mà, họ không có muốn giải quyết. Vậy mà Carrie là một trong những cái người nữ mà một những cái đồng minh nữ mà ông Trump hết lòng là ưu ái. Lake nói là sẽ không bỏ cuộc và cái chuyện mà tối cao pháp viện mà không xử mà chuyển lại tòa dưới nó cho thấy một cái tín hiệu về lạc quan rằng người ta sẽ hiểu rằng cô chính là nạn nhân của một cái cuộc bầu cử gian lận và cô sẽ thắng cho cái chiếc ghế thống đốc của tiểu bang Arizona đến giờ này mà Lake vẫn còn mơ màng đó thưa quý vị thậm chí là trong cái đại hội của đảng cộng hòa toàn quốc vừa rồi, CPAC vừa rồi thưa quý vị khi mà người ta hỏi cô là có thể ông Trump ra tranh cử và có thể ông chiến thắng chứ nhưng mà bây giờ có thể là ông đang tìm một cái người phó người phó có thể là Marjorie Taylor Green hay người phó là cô Kyrleth Kyrleth trả lời sao quý vị biết không ừ, tôi không thể nào là làm phó cho ông Trump được hết bởi vì tôi bận làm thống đốc của tiểu bang Arizona nhưng mà thưa quý vị bây giờ tòa người ta vứt hết các đơn kiện rồi mà cô vẫn mơ màng cái ngày cô trở thành thống đốc của Arizona nhưng mà một cái điều mà funny là như thế này nè thưa quý vị ngày hôm nay cô Carrie Lake có nói một cái ý cô đang cân nhắc đến cái chuyện là có thể sẽ ra tranh cử cho cái chiếc ghế thượng nghị sĩ của tiểu bang arizona thì có thể là lúc đó cô sẽ đối đầu với bà uh, thượng nghị sĩ bên phía đảng dân chủ là bà cinema đó thưa quý vị thì chúng ta không biết chúng ta không biết những cái nhân vật như cô carilex này rồi sẽ đi về đâu nhưng khi nói về Marjorie Taylor Greene thì ngày hôm nay cũng có thêm một cái thông tin về cái cô uh, Carile, vốn là những cái đồng minh nữ mà rất được cái sự ưu ái và ủng hộ hết mình của cựu tổng thống Donald Trump nhưng mà giờ chưa đi về đâu hết. Và vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.